Ok chào anh em à, hôm nay là gửi cho anh em lên ít cái hộp đựng phụ kiện nên anh em đó, mấy cái hộp này thì về cho anh em đựng lử, đựng chì hoặc anh em đựng mấy con mồi câu nè, đó có mấy hộp của Ima nè, đó như mấy hộp nhỏ nhỏ đây nè. Đây nói chung thì đa phần cái này là hàng kiện Nhật về nha anh em, đều là hàng Nhật hết, Mercedes-Benz. Rồi để leo cụ thể từng món hàng cho anh em xem. Shop bán hàng thì cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không clip shop lên á thì anh em gửi về shop nha. Rồi cảm ơn anh em. Ok, gửi cho anh em mã số 1. Thì mã số 1 thì gửi cho em ba hộp này anh em. Đây, hộp này nhỏ nè. Hộp này được 1 2 3 1 2 3 4 5 5 ngăn. Hộp này là một cái hộp bự và nó không có ngăn nha anh em. Đây, đó, cho anh em về đựng chì đựng lửng. Thì hộp này của Nhật nha anh em. Đây, Mercedes-Benz nhé. Đây. Thì để mình đo cái chiều ngang cái hộp bự cho anh em xem. Chiều ngang này thì nó được là 10 18 năm nha anh em, 18 năm. Chiều dọc được 10, đó. Hộp này thì chiều ngang được là 13 năm và chiều dọc này nó được là 7. À, được 6 năm nha anh em. 6.5 cm. Hộp nhỏ này thì chiều ngang được 10 và chiều dọc được là 6.5 luôn. Đó, ba hộp này. Anh em, đó. Anh em thích hộp về đựng cái gì thì anh em đựng nhé. Rồi, giá ba hộp giá 100k nha anh em, 100k cộng ship ba hộp mã số 1. Tiếp theo mã số 2. Mã số 2 vẫn là ba hộp nha anh em, ba hộp. Đây. Vẫn là hộp của Miho hàng Japan nhé. Thì mấy anh em yên tâm, mấy hộp hàng Japan đó, mấy cái khớp nối nè, đó. Mấy này thì rất là chắc rồi. Nhựa cái ABS của nó họ làm cũng rất là bền luôn nha anh em. Đó. Ngon lành nhé. Đây. Thì cũng ba hộp nha anh em. Một cái hộp nhỏ nè, đó. Kiểu nhịp nhau trên. Hộp nhỏ này thì nó có là hai ngăn nè, 1 2. Hộp này thì nó không có ngăn nha anh em. Hộp trong. Đó, hộp này hộp bự. Đó nè, ba hộp này. Đó, giá khoảng là 100k nha anh em. Để đo chiều ngang hộp nhỏ cho anh em xem. Đó. Chiều ngang này là được 8.5, chiều dọc là được 5.5. Chiều ngang hộp nhỏ vừa này là được là 11 và chiều dọc được là 7 nha anh em. Đó. Chiều ngang hộp bự này là được là 8.5, 18.5 nha anh em. Chiều dọc được là 10 nhé. Chiều dọc là 10. Đây. Đó. Rồi, ba hộp này giá vẫn vậy nha anh em, giá vẫn là 100k nhé. Ba hộp giá 100k về cho anh em đựng đồ, đựng linh tinh lặt vặt gì chơi nhé. Tiếp theo bên đây mã số 3. Mã số 3 vẫn vậy, ba hộp nha anh em. Đây, ba hộp. Một hộp mà vẫn là một hộp của hàng Miho, hộp của Nhật nhé. Đây, Mercedes-Benz. Đây. Thì hộp này nó để thông số này nè, nó dài là 16.5, 9.5 và chiều sâu của nó sẽ là 30 nha anh em. 30 cm, 30 mm, được là 3 cm anh em. Đây. Đó. Hộp này. Đó. Hộp này là hình như nãy cái đo rồi. Quay một cái hộp nhỏ này. Đó. Cái hộp này là không có ngăn hết nha. Đó. Anh em về đựng đồ linh tinh lặt vặt, đựng lửng, đựng chì gì đó, đựng vô. Rồi, giá mã số 3, giá cũng là 100k luôn nha anh em. 100k mã số 3. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 thì hai hộp bự và một hộp vừa nè, đó. Thì mã số 4 thì được một cái hộp bự này nè, đó, hộp bự này vẫn là hộp của Nhật nha anh em. Japan nhé. Đó, hộp này đây qua luôn anh chị nè, model hàng Japan thôi. Đó. Thì mấy hộp này thì nó là chiều ngang của nó sẽ được là 18, chiều dọc nó sẽ được là 10 và chiều sâu của nó là bằng được 3 nha anh em. Đó. Hộp này thì dùng cũng giống vậy luôn, nhưng mà hộp này được cái là nó chia ra thành 4 ngăn. Đó. Đây, 4 ngăn. Và một cái hộp này thì nó không có ngăn. Đây. Đó. Và hộp này thì nó sẽ là thông số đô ta. Hộp này vẫn là hộp của Nhật nha anh em, hàng của Miho. Mình không thấy thông số cái này à. Được cái là hộp số mẫu số 4 này được là ba hộp này đều rất là mới nha anh em. Đây, chiều ngang của nó là được là 13.5, chiều dọc nó sẽ là được là 7.5 nha anh em. Đó. Chiều sâu của nó sẽ được là 3. Đó.
Rồi, giá công khai mã số 4, giá là 120 nha nè, 120k cộng ship mã số 4. Tiếp theo mã số 5. Đây, mã số 5 thì vẫn là 3 hộp. Đó. 3 hộp này thì một hộp bự nè, một hộp vừa vừa 4 ngăn. Và một hộp nhỏ này, nó được có là 1 2 3 4 4 ngăn nha anh em. Đó. Mã số 5 này ngon lành nhé. Đây. Đây là hộp của Nhật khách nha anh em. Cái hộp bự này thì nó sẽ không có ngăn nè, đó. Nhật không có ngăn. Đây, hộp vẫn là hộp của Nhật, đó. Hộp này thì nó sẽ có là 1 2 3 4 5 5 ngăn nha anh em, hộp này 5 ngăn. Đó. Nó có dơ một tí giờ anh em vệ sinh lại nha. Đây hộp này vẫn là hộp của Nhật Mitsubishi, hộp Mino. Đó. Hộp này thì có 1 2 3 4 ngăn luôn. Đó. Đây, fishing color gì đó mini care nha anh em. Đây. Lên đây. Rồi, giá công khai mã số 5, giá sẽ là 120 nha anh em, 120 cộng ship mã số 5. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 vẫn là 3 cái hộp. À, được cái là cái hộp này hộp vuông. Hộp này được là 1 2 3 4 5 6 6 ngăn nhé. Hộp này thì không có ngăn. Đó. Hộp này thì được 4 ngăn. 1 2 3 4. Thì mã số 6 này thì anh em về vẫn cho anh em định trì, định lữ, định mồi. Đó, chiều ngang này được là 14. Chiều dọc được là 13.5. Đó. Chiều cao cái này chắc được 2 thôi nè, được 2.5 thôi nhé. Đó. Cái này thì chiều ngang này được là 14, 15, 14.5 nha nè, 14. Chiều dọc này là được là 10. Đó, chiều cao được là 2.5. Đó. Đó là 4 ngang. Rồi, giá công khai mã số 6, giá vẫn vậy nha nè, 120 nha, 120 cộng ship mã số 6. Tiếp theo sẽ là mã số 7. Mã số 7 thì được là 3 hộp. Đó, 3 hộp. Đây, một hộp dài nè, hộp dài không ngăn. Một hộp bự. Hộp bự này sẽ được 2 ngăn nha anh em, 2 ngăn. Mà hộp này nó có mấy cái ngăn nhỏ để chia ra nè anh em. Đó, cái này mình về thì nó bị mất rồi. Đó, anh em về chịu khó nếu cắt mấy cái bìa cứng đó, anh em về ngăn được thì chia ra nhé. Đó, hộp này vẫn vậy. Được là 1 2 3. Nhưng mà có mấy ngăn nhỏ nè, đó mấy cái rãnh để anh em chia hộp nè, mà mình về nó bị mất mấy miếng này rồi. Đó, anh em về cắt mấy bìa cứng thì chịu khó chim lại giúp mình. Đó, 3 hộp. Đó, mã số 7 3 hộp này, giá cũng là 120 nha anh em, 123 hộp. Để mình đo hộp dài cho anh xem. Hộp dài này thì nó được là 18.5. Chiều ngang được là chiều dài được 18.5, chiều ngang được là 9.5. Đó. Này thì chiều ngang được là đó, được là 14 nha anh em, 14, và chiều dọc được là 9.5. Đó. Này thì chiều ngang được là 16 và chiều dọc được là 9 nha anh em, dọc được là 9. Đó. Rồi, 3 hộp mã số 7, giá vẫn vậy nha anh em, giá vẫn là 120k. Đó. Tiếp theo lên đây, đến đây mã số 8. Được một cái, hai cái, ba cái hộp này, ba hộp này của Yuma nha nè, ba hộp Yuma. Đó. Tên đây. Đó. Hộp này về cho anh em đựng đồ rất là nhiều luôn nha anh em. Hộp nó khá là dày và bự. Đó. Hộp này được có 1 2 2 ngăn nha anh em. Hộp này 2 ngăn. Hộp này cũng vậy, 2 ngăn nha anh em. Đó. Thì hộp này vẫn là hộp của Nhật thôi. Đó. Hàng Mỹ Hồ. Hàng Mitsubishi. Đó. Mấy cái nhựa này thì ABS này thì rất là cứng, mấy cái mối nối này thì rất là bền nha anh em. Anh em về câu sử dụng vô tư nha. Khá là chắc luôn. Đó. Thì để mình đo thông số thôi. Chiều ngang cái này. Chiều ngang này được là sẽ là 20 nha anh em. Chiều ngang là 20.5. Chiều dọc. Chiều dài sẽ được là 20.5 và chiều dọc nó sẽ được là 14.5 nha nè. Cái này chiều cao nó sẽ được là chiều sâu á, chiều sâu nó được là tầm khoảng 56 nha nè. Đó, chiều sâu được là 56 cm. Đây. Đây, tầm khoảng 56 5
5.8 cm như nè. Đây. Đó. Khá là sâu và bự như nè. Đó. Vậy cho anh em đựng đồ lên tinh lặt quặt chơi nhé. Rồi, giá mình bán thành lý hôm nay, giá là 100k một hộp nha anh em. Cái này mình được có 3 hộp thôi nhé. Tiếp theo qua đây. Ở đây vẫn là hộp của Ima. Đây, hộp Ima này về cho anh em đựng mấy con Ima hoặc mồi lua trì lử nha. Hộp này thì mình có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cái nha anh em, 10 cái thôi. Đây, hộp màu xanh nè. Ima còn gấu ok nhé. Thì hộp nha anh em, có hộp còn ok mới tí, cái hộp có xây xác nha anh em. Đó. Nói chung anh em về chịu khó lại vệ sinh giúp mình. Đó. Và anh em mua nè, anh em nào mua trước thì anh em báo mình chịu khó lựa mấy hộp mới nha nha. Đó. Nói chung thì hàng về sau sẽ báo cho anh em vậy. Đây, hộp này vẫn là hộp của Nhật nhá. Mặt hình sập đen. Thì chiều dài cái này thì nó được là bao nhiêu đây? Chiều dài được sẽ là 20.5 nha nè. Chiều dài sẽ được là 20.5 nè. Đó. Chiều ngang nó sẽ được là 14.5. Chiều sâu cái này được là 4 nha nè, tầm khoảng 4. Nha nè, đó. Vậy các em đựng mồi, đựng lử, đựng dây gì đựng thả ra nha. Anh em đựng dây thì anh em tháo này ra. Đó, anh em đựng mấy con leader ở đây nè, đó, ngon lành nha. Không thì anh em gắn lại đó. Để cái câu ngon lành. Máy này thì rất là chắc rồi, đó. Rất là bền. Sức mình bóp thế này nhựa ABS nó rất là chắc nha anh em, yên tâm. Đó. Rồi, giá công khai một hộp này, giá là 100k luôn nha anh em, 100k một hộp. Đó, mình chỉ có khoảng 10 hộp thôi. Tiếp theo qua đây, mã số 10. Mã số 10 thì mình được là 1 2 3 4 4 hộp nha anh em, 4 hộp. Đây, 1 2 3 4 4 hộp. Thì hộp này nó sẽ được là 4 ngăn nha anh em. 4 ngăn 1 2 3 4. Và hộp này nó sẽ dạng giống như nó dẹp hơn một tí. Đây. Sò dưới đây nó sẽ dẹp hơn tí và nhìn nó gọn hơn nhé. Thì để mình đọc thông số xem. Đâu ta? Hộp này vẫn là hộp của Nhật, hộp Miho của Nhật. 3-4 hộp. Mã số 10 được 4 hộp. Và coi thông số cái này đây, đây thông số này. Đó. Chiều ngang này nó sẽ được là chiều dài nó sẽ được là 210 nha anh em, 210 mm. Chiều dọc lên được là 145 mm, chiều cao nó sẽ được là 28 nha anh em. Chiều cao bên này được 28 thôi. Đó. Hộp này thì hộp mình đang cầm trên tay thì còn rất là đẹp nha anh em, rất là đẹp. Mấy hộp này nó có xây xác tí, xấu tí nó. Tổng thể ok. Đó, anh em về mà hai hộp dưới đây á, chiều sâu nó sẽ được là 40 nha nè. Hai hộp dưới đây chiều sâu được 40, rộng hơn tí nè. Đó. Đây. Đó. Rồi, giá cũng vậy nha nè. Giá mã số 10, giá nó 100k nha, 100k một hộp mã số 10. Tiếp 11. 11 mình được hai hộp. Đó. Thì hộp này sẽ được là 3 ngăn, 3 ngăn bự nha anh em. Đây, 3 ngăn bự, họ chia ra 3 ngăn bự. Đây. Đó, anh em thấy không? 3 ngăn bự nha. Thì được một cái hộp bự, một cái hộp vừa vừa một tí đây. Đó. Để cho anh em coi. Giá cũng vậy nha anh em, giá cũng là 100k. Thì hộp này thì nó để là chiều dài của nó được là 210 cm, 210 mm, ngang của nó được là 145 mm và chiều cao được là 40. Đó. Đây, chiều cao 40. Hộp này thì nó bự hơn một tí, chắc chiều cao nó ra tầm khoảng 45. Hộp này chiều cao ra tầm khoảng 42 nha anh em. Chiều rộng nó được là 21. Chiều ngang nó được là 15. Đó, nó rộng hơn hộp này tí. Rồi, hai hộp này bán với giá cũng vậy nha anh em, khoảng 100k một hộp nha. Rồi, mã số 11 100k. Rồi, tiếp theo sẽ là mã số 12. Thì mã số 12 thì mình được hộp này. Hộp này chắc đựng về mồi lua, là chiên về mồi lua nhiều hơn. Đó. Đựng mấy con bi nâu, mấy con bóp, mấy con dít nè. Đây. Hộp này được có 1 2 3 4 5 6 hộp thôi nha anh em. Đó, anh em ưng thì có thể tranh thủ chốt nhé. Để mình đo cho anh em xem.
tập này thì chắc nó dạng hình vuông này. Đó. Chiều ngang này được là 18.5, chiều này được là sẽ là 20 nha em, chiều này được 20. Đó. Cao của nó sẽ được là 4.5. Hộp này thì được là 1 2 3 4 5, 5 ngăn nha em, 5 ngăn đó. Anh em vừa đựng lua, đựng dít, đựng mồi mềm, đựng đủ thứ luôn, thả ra nhé. Thì ngăn này thì nó không có chia được anh em, ngăn này ngăn cứng luôn đó. Rồi, giá một hộp này bán với giá 5, giá là 100k luôn nha em, 100k một hộp, mã số 12. Tiếp theo mã số 13. Mã số 13 sẽ là hai hộp mồi, hai hộp này chuyên về cho anh em đựng mồi thề nha anh em. Cái này nó có miếng xốp nè. Đó. Cho anh em mắc mấy mồi thề vô hoặc mấy con vít đó, mấy con vít nhỏ nha anh em, vít nhỏ móc vô đây. Đó. Hộp này cũng vậy. Đây. Đó. Có miếng xốp để cho anh em đựng mồi vít nè. Đó, mấy mồi thề. Thì hộp này thì nó sẽ để coi thông số xem. Hộp này vẫn là hộp của Nhật và thông số của nó sẽ là, hộp này nó chiều ngang, chiều dài của nó được là 146 mm, chiều ngang được là 103 mm và chiều cao được là 23 nha anh em. Đó. Hộp này thì chiều dài được là 146 mm, chiều cao 103, mà chiều cao, chiều ngang của nó là 103 và chiều cao của nó là được có 25 mm thôi nha anh em. Đó. Mỏng hơn tí. Rồi, giá công khai một hộp này giá là 65k anh em, 65k một hộp, mã số 13. Tiếp theo mã 14. Mã 14 gửi cho anh em mồi, một hộp về cho anh em đựng mồi, miếng mồi minnow nè. Đó. Hộp này thì về đựng mồi minnow lẻ rồi. 1 2 3 4 5 6. Đó. Đó, về đựng mấy con minnow. Đây. À, rất là đẹp nha anh em. Một ngăn này sẽ là một con nha, 1 2 3 4 5 6, đựng được 6 con. Bên đây 6 con nữa là 12 con nha anh em. Đó. Đựng vô mấy hộp này thì lửng nó sẽ không dính nhau, đó, bảo vệ mồi được. Đó. Thì hộp này thì anh em đựng được mấy con mino để mình đo xem. Chiều ngang từ đây qua đây sẽ là được là 85. Đó, thì anh em sẽ đựng được mấy con mino khoảng 55, 65, 75, 80. Đó. Ngon lành nhé. Nhớ đo nguyên hộp này thì nó chiều ngang bên đây sẽ được là 10. Chiều dài nó sẽ được là 14 nhé, chiều sâu nó được là 2. Đó. Anh em về câu đựng thoải mái. Rồi, giá công khai hộp này giá là 75k nha anh em, 75k một hộp, mã 14. Tiếp theo mã 15. Mã 15 thì gửi cho anh em là một hộp mồi quẩn về cho anh em đựng mấy con mino nè. Đó, mino. Thì mấy mino, mấy con bóp đựng vô đây thoải mái nha. 1 2 3 4 5, được 5 con nè. Nói 5 con vậy thôi chứ anh em có thể một ngăn này anh em đựng có thể 2 con được. 1 2 3 4 5. 5 con, hộp này anh em đựng được 10 con nha anh em. Đó. Chiều dài con này được sẽ là 20.5 cm, chiều cao, chiều dài được là 20.5 cm, chiều ngang này được là 14.5 và chiều cao được là 4 nha anh em. Rồi, giá công khai hộp này vẫn là 75k nha anh em, 75k, mã số 15. Tiếp theo mã số 16. 16 vẫn vậy, vẫn là về cho anh em đựng mấy con mino nè. Đó. Cái này thì đựng được là 1 2 3 4 5 6 7 7 con. Bên đây được là 1 2 3 4 5 6 7 7 con luôn. Đó. Đây. Chiều ngang này được là 20 và chiều cao này. Chiều ngang được 20, chiều dài được 20 và chiều ngang được là 12 nha anh em, 12 cm. Đó. Chiều cao sẽ được là 10, chiều cao sẽ được là 3.5 cm nha anh em. Đó. Rồi, giá công khai cũng vậy, giá là 75k, mã số 16. Tiếp theo 17. 17 là hộp này, hộp bự nha anh em, hộp bự quay sắt. Đó, có xây sát xấu rồi. Mà hộp này thì đựng được nhiều con hơn. Đó, về cho anh em săn hàng. Đây, này 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 con. Hai bên sẽ là được là 16 con mồi đó. Và chiều ngang cái này sẽ được là
chiều ngang con này được là tới 18 nha anh em, chiều ngang con này được 18 nè, thì anh em đựng mấy con mồi 90, 120 là ngon lành nhé, 120, 150 là ngon lành. À, chiều dài cái này được là 17 nha anh em, 27 nha, chiều dài 27, chiều cao nó sẽ được là 4.5 đó. Rồi giá cái này giá công khai giá 80k nha anh em, 80k mã số bạn 17. Tiếp theo bên đây, đây mã số 18. 18 thì gửi cho anh em vẫn là hộp ha. Đây hộp này. Hộp này thì được là 1 2 3 3 ngăn. Thì mấy hộp này thì anh em về chịu khó cắt mấy cái đề can cứng á, chìm vào đây. Đó, cũng ngon lành nhá. Nói chung thì mình về nó bị mắc rồi. Nên bán cái hộp này dạng thanh lý luôn. Hộp này thì nó chiều dài được là 233 mm, chiều ngang chiều dọc này nó sẽ được là 127 mm, cho chiều cao được là 34 như này. Rồi giá công khai hộp này giá 50k mã số 18. Tiếp theo mã 19. Mã 19 thì nó sẽ được là 1 2 3 4 5 6 6 ngăn nha anh em, mã 19 được 6 ngăn, hàng vẫn là hàng của Nhật. Đây Japan. Cái này được là 6 ngăn này thì 6 ngăn này nó tháo gờ nha anh em, tháo ngăn này được tháo gờ được đó, rất là thuận tiện nhé. Để mình đo chiều dài cái này nó sẽ được là 23 đó, chiều ngang này được sẽ là 20, được là 12.5, chiều cao nó sẽ là 3.5 nha anh em. Rồi giá công khai hộp mã số 19 giá là 100k nha anh em, 100k mới 19. Tiếp theo mã 20 này thì mình được sẽ là 1 2 3 4 5 6 7 ngăn nha anh em, 7 ngăn. À, mấy ngăn ở trên đây thì có thể tháo gờ được nè đó, ngon lành nha. Hộp này vẫn là một cái hộp của Nhật bên đó. À, giờ anh em đựng đồ thả ga nhé. Thì chiều dài này được là 20.5, chiều ngang này được sẽ là 13 nha anh em, chiều ngang được 13 và chiều cao nó sẽ được là 3.5. rồi giá công khai mã 20 giá là 20k nhé. À, giá là 100k nha anh em, 100k mã số 20. Tiếp theo mã số cuối cùng 21 là một hộp này, hộp này được là 1 2 3 4 ngăn nha nè, 4 ngăn. Thì mấy cái này nó bị mắc cái thanh để trắng lên rồi đó, anh em về thì chỗ có kiếm anh em cắt mấy cái bìa cứng anh em chim vào giúp mình nhé. Hộp này cũng tương đối ok, tương đối chắc chắn và bự nha anh em đó. Thì chiều ngang này nó sẽ được là 21.5, chiều cao nó được sẽ là 4.5 và chiều ngang này được là 12 nha anh em, 12 đó, ngon lành nhé. Rồi giá công khai một hộp này giá là 50k nha anh em, 50k một hộp này mã số 21. Rồi đó tổng cộng là mấy cái hộp mồi đựng phụ kiện linh tinh data là trình hôm nay. Nếu anh em ưng hộp nào có thể để shop điện thoại shop tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi cảm ơn anh em.